Xin chào các bạn. Hôm nay, Vinatrust vừa hoàn thiện công trình mái ngói cho nhà chú Phi tại Đa Phú 2, Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình. Công trình này là một mái Nhật truyền thống, một tầng với diện tích sàn mái lên tới 150m. Ngôi nhà không chỉ mang vẻ đẹp thẩm mỹ tinh tế mà còn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và nét văn hóa truyền thống của gia đình Việt. Ngôi nhà được xây dựng trên khuôn viên đất rộng 600m, tạo nên không gian thoáng đãng và thanh bình. Trước nhà là một nhà thờ tổ trang nghiêm, thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với tổ tiên. Bên cạnh đó, khu vực nấu ăn và khu nhà để đồ được bố trí gọn gàng, tiện lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Không gian xanh mát từ khuôn viên trồng cây tạo nên sự thoải mái và gần gũi với thiên nhiên. Mái ngói của Vinatrust được thiết kế và thi công kỹ lưỡng, mang đến sự bền bỉ và độ bám chắc cao, phù hợp với khí hậu miền Bắc. Mái Nhật với gam màu trầm ấm, đều màu, tạo nên tổng thể hài hòa cho ngôi nhà. Kiến trúc này vừa giữ được nét cổ kính, vừa đáp ứng yêu cầu về tính năng và thẩm mỹ hiện đại. Vinatrust tự hào là đơn vị thi công đã góp phần tạo nên một không gian sống lý tưởng cho gia đình chú Phi, nơi vừa giữ được nét truyền thống, vừa đảm bảo chất lượng cho ngôi nhà bền vững theo thời gian. Nếu quý khách có nhu cầu lợp mái ngói, vui lòng liên hệ số hotline của chúng tôi 0904 254 234.